Hôm nay em lên một mã váy lụa cả nhà nhá, rất là xinh, nhẹ nhàng. Nếu mọi người đi du lịch này, đi biển thì mọi người có thể cài thêm một bông hoa ở cổ hoặc là đi tiệc mọi người nhá. Còn nếu mà các chị mặc hàng ngày thì các chị không cần đeo cái này cũng được. Hoặc là mình làm trang trí tóc hay là mọi người có thể sử dụng tùy sở thích hoặc là buộc vào cổ tay cũng được mọi người nhá. Còn nếu mà mình mặc hàng ngày thì các chị mặc váy lụa bình thường thôi. Cái màu em thích là cái màu nền hoa của nó rất là đẹp mọi người nhá. Và mẫu này nó thoáng ấy, không phải là 2 dây. Để bác nào mà thích che bắp tay một chút thì cái này nó hơi bèo này, thế rất là giấu cái bắp tay của mình đi. Nên là thành ra sẽ rất là gọn mọi người nhá. Em đang mặc size M nhưng mà cũng hơi vừa vừa. Tại vì là khách từ cửa hàng các chị đã lấy, mấy chị lấy cái S rồi, thấy xinh ấy. Cái này nó buộc nhưng mà cũng không hở nữa nha mọi người nhá. Hở một tí thôi. Rất xinh và nhẹ nhàng, kiểu khoét nhẹ. Và váy là váng dài đến tầm mắt cá nhé mọi người. Hơi eo nhẹ này, rất là xinh luôn. Tay bèo nhé mọi người, cổ vuông. Đằng sau đây chất thì rất là vượt và đẹp. Nên cái chất hàng lụa cao cấp này thì mọi người mặc hàng ngày nó cũng rất là đẹp. Và lúc nào nó cũng phẳng phiu cả nhà nhé. Mẫu này không phải cứ nhất thiết là mình đi biển mới mặc đâu. Chỉ qua là em thêm một cái một chút phụ kiện vào trong nó sẽ điệu hơn thôi nhé. Thì mọi người mặc hàng ngày nó vẫn rất là thoải mái và nhẹ và rất là mát. Mùa hè thì mọi người mặc hoa cũng rất là thoải mái. Dáng này thì nó hơi e a phần phía chân váy đây.